Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến channel của Hà Dụ Official. Thì mọi người ơi, trong lúc mình đi siêu thị á, mua đồ thì mình vô tình thấy cái bộ lắp ráp logo này. Đúng ta, đại khái là như vậy đó. Thì cái này là rút gỗ á mọi người. Nếu mà rút ra thì ai thua thì sẽ bị phạt á. Đại khái là chơi 3-4 người rất là vui. Thì mình sẽ nảy ra một ý định, đó là mai mình sẽ rủ Vi chơi để mà dụ Dũng. Có nghĩa là tụi mình sẽ mặc áo bên trong bảo hộ rất là nhiều lớp, xong rồi tụi mình sẽ gài Dũng chơi để tụi mình lột đồ Dũng ra. Đấy, thì mình mua bộ này để mà mai sẽ rủ Vi chơi cùng với mình để mà lột sạch đồ của Dũng. Mọi người cùng đón xem nha. Ok mọi người, thì nãy giờ mình tự nhiên mình đi về, mọi người ơi, thấy mấy bà ở đó mà về chuẩn bị xong xuôi thế rồi. Đấy, thì là rủ mình chơi rút gỗ này, mà hôm nay hai bà này tự nhiên thì tại vì vừa về hỏi đi mua đồ sẵn là thấy cái này vui. Nhưng mà cái tờ tên này ai xử ra vậy? Đồ mình hôm nay mình đồng ý đi các bạn, mình vừa đi về xong cái rồi chơi rút gỗ lột đồ. Trời, vì sao một thằng mà không hai con lột một thằng là chuyện bình thường, mà một thằng lột hai con mới là hấp dẫn, đúng không? Okay, okay. Từ tay lột luôn chính đó là, thì làm sao mà từ chối được, tự nhiên cái gì ta gọi là mở dân tới miệng à? Mở dân tận miệng. Rồi hôm nay ta sẽ thấy được những cái thứ ok ok. Không biết ai là mở đâu nha. Ok, nói chung là rủ đi chơi. Chắc là mấy bé cũng luyện tập rồi ghê đúng không? Không có, nó mua thôi. Vậy hả? Nhưng mà để sợ rồi cái có thừa là có nhiều nha. Không có cái gì hết. Sắp lại mời nãy giờ, sắp nãy giờ luôn á. Không có gì hết. Vậy là nhà luyện tập rồi. Không có luyện tập gì hết, cái này sắp mệt lắm luôn. Dạ, cái này có gì đâu mà luyện tập trời ơi. Anh làm nó sụp sụp xíu nữa nó ngã. Mình nghi là hai bà đây ở chắc là luyện tập rồi thì mới rủ mình chơi chứ ai đời mà tự nhiên. Làm vậy đó, nếu xẹo xíu là rút nó lốt này. Đồ sợ nghe nhưng mà không sao. Mình nghe. Nói chung là mình phân thay cho hai bé nó nhìn muốn nhìn trước rồi. Trước khi mua cho tôi chơi giải rồi. Bởi vì hai bé nó đề nghị mà. Nhưng mà trước khi vô chơi thì hỏi thống nhất một số điều. Có nghĩa là mình là bây giờ muốn đối phương tự cởi, tức là người thua thì sẽ bị đối phương yêu cầu, nhưng mà muốn là mình tự cởi hay là đối phương cởi luôn cho mình. Thôi tự ở đây. Thôi để chơi, em muốn tự tay mình cởi là luôn, đối phương cởi luôn. Thì trước khi chơi á là mình thống nhất với nhau một số điều, có nghĩa là khi mà mình thua thì đối phương sẽ yêu cầu cởi cái gì mình sẽ làm theo cái đó, và muốn hỏi là mình tự cởi hay là đối phương cởi. Trời ơi, vô mánh rồi, tự nhiên hai đứa này thế nào rồi? Hay là nó vậy, hay là hai bà này tự nhiên chết cha, có phải nghe tới số của mình không trời? Được rồi vậy nha, bây giờ nói chung là vô. Nhưng mà bây giờ kêu cỡ gì cũng gọi hết đúng không? Đúng rồi, cỡ cái gì cũng được hết. Thì mặc đồ có nhiêu cỡ hết nhiêu. Em chưa có người yêu mà em về hả Vi? Sao đó, chưa có người yêu mà. Em chưa có người yêu mà em về. Sao vậy? Hôm nay mình sẽ lột hết đồ của hai bé này, tự nhiên chui đầu vào đó. Vô. Chưa? Giờ mấy ai rút trước? Tôi xì đây. Tôi xì là sao? Là đứa nào rút trước? Tôi là rút trước. 1, 2, 3. Tôi rút trước nha. 1, 2, 3, vô. Rồi em rút trước đây, anh nè. Anh đi theo đúng không? Ê từ từ hỏi nè, rút ở dưới đúng lên hả? Ừ, cho mẹ rút trên này rút xuống. Ôi trời, lần đầu tiên luôn á mẹ. Lần đầu tiên chơi luôn rồi. Ấy, đừng có nè, đừng có nè. Mới lúc đầu rồi mình. Yeah. Sao bỏ đi. Rồi ta ăn đúng không? Ta ăn thì còn bắt trước đồ nó sẽ rung 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 rung. Em uống này à nè. Đồ nó chưa. Ghê trời, ghê trời. Giữ gì sao? Vy, đi được Vy. Ví dụ Vi rút lớp nè, là ai ra em ai khiến? Thì không, hai em với Vi một phe. Còn anh một phe.
thì chơi ba đây là có hai là một mình anh được cho hai hai rồi nếu như ông thua là hai tụi em lột hàng của anh luôn rồi 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 đủ má để lỗ rồi một mình có hai à hèn gì nó tự tin thế rồi 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 vậy là quyết định là không được thua thực sự nó phải đến được em không thực sự không không tới được em luôn chứ mày em không có chơi ha, có chơi thôi. Em mắc cười quá, đừng là em mắc cười. Đi mà đi. Bắt cột áo. Áo. Ui. Ui. Nghĩ là tới lượt anh đúng không? Đúng rồi. Tới lượt anh thì anh lấy bằng đất này. Trời ơi, hơi ghé này. Ờ là. Sợ nghe, sợ nghe. Ê, ai cũng rút hết cái đó vậy trời. Rồi ai rút mấy cái này? Ai biết gì xíu nữa. Không, mình bảy đi mày. Ôi xời. Rồi, tới đây thay đi. Rồi, tới mình. Mình bổ rút rồi luôn. Ôi, từ để Dũng nè. Dũng nói sao ở trên đây nó mỏng hoang như ta. Ủa ừ. Yếu về á. Ở trên này nó bị chậm hơn á. Không, nó bị rít hơi chứ sao. Ở trên này nó bị rít hơn. Không nha, một tay thôi. Ui 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 ui. Ê, nhưng mà có một điều kiện nữa nè. Khi mà người đó cởi đồ á, là người đó vừa vừa nhảy vừa cởi. À, trời. Rớt đi. Nhưng mà không được coi là không có sửa lại nha ba. Ủa, không cho sửa lại không? Không, để dạy cho ai cho sửa. Đồ, quá nguy hiểm. Đồ, sao mà yếu người ta. Ấy rút cái này rút luôn. Ủa điên à, thích rút cái này rút chứ. Không, nhưng mà rút cái này ra luôn. Ủa dạ hả? Chết mà. Cái này ra chứ. Chết rồi anh em ơi. Dùng một tay rớt đi, rớt đi. Rớt nè. Đù, thấy nó yếu dữ. Trời ơi, quẩn. Cởi quần. Nhưng mà được chạm vào đây không? Không, một tay thôi. Được chạm vào không? Cái ai bị giờ dịch đó là sao chưa? Không, mới là chạm vào dưới đây hai viên đó nè. Nhưng mà được. Một tay thôi. Một tay thôi. Hai, ba. Cởi bụng. Đúng á, cái hoàng quá. Cởi luôn rồi chết mày. Rồi. Cú này là cú một cái quần đi gì. Ôi, chết mày rồi. Rồi, thôi thanh niên này. Ráng nha. Ráng giữ cái quần nhốt kim nè. Chơi Giang điên à. Chơi Giang nha. Khủng quá. Đồ má nó hiền ghê á. Ê sắp rớt nè. Thấy một bà tia rớt rồi đó. Rồi, chơi cái này không ai rút nổi luôn nè. Không cần biết nha, nói chung là không cần biết nha. Miệng là cái thanh đó nhưng mà rút đường nào cũng được hết á. Miệng là rút ra thôi. Ui, rồi. Chết mẹ rồi. Rồi, cỡ buộc thôi rồi, không chịu thua, cỡ buộc cái này. Ui, quậy, anh quậy rồi. Ôi, má ơi. Chết mẹ rồi, cái này nó rút ra. Thì thôi, chắc chắn thôi, giờ dừng lại hay cỡ buộc nè. Đi tiếp rồi cỡ buộc. Chấp nhận đi tiếp là coi chưa cởi quần. Đồ má. Thôi mình cổ vũ cho bạn mình đấy. Hai ba. Cởi quần. Rớt đi. Rớt đi lẹ lên. Ôi. Ha ha ha!
Tết 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 bây giờ cởi quần, cởi quần, cởi quần, cởi quần, cởi quần con. Ôi cái đó tôi định lấy luôn á mày. Cởi quần, cởi quần. Mày cởi quần không? Chết mày, chết mày. Ê được được. Đồ má. Rồi đến lượt tôi nè. Rồi trời. Rồi cởi áo. Đù. Chết mẹ tôi. Còn cái mồm luôn má. Má, thằng má. Đồ đồ chết mẹ rồi. Tự lột hay là đéo lột? Tự lột.
Lột thôi. Tự lột. Ta nhìn vô camera ta thấy không? Chết rồi. Lột quần hiện quá à. Lột cao quá à. Anh nở lòng này để cho em ngủ. Không có nở gì hết trơn, chịu chứ nãy bị lột quần sao má. Ê, cho bao nhiêu trong đi ngại quá à. Nhìn camera thế. Còn đi nữa. Đi đâu rồi. Đồ cao ha. Trời, clip này nó hơi 18 cộng hơn quý vị. Mọi người ơi, mọi người. Chưa bao giờ làm gì đâu. À đồ. Mình tự tin là mình sẽ lột được đồ theo đồ Vi. Bởi vì giờ quen Vi lâu rồi mình không biết rồi. Ừ. Nè, thấy giờ cái tay em đung lột vô luôn á. Nè. Thấy giờ. Em thì kín rồi, nhưng mà mình bị lột đồ. Em thì kín lắm, mà anh còn dài nè. Anh chỉ cần siêu lên cùng xin kiểm tra.
Rồi, quần đi. Phải tự giúp chứ đúng không? Mày đâu nói nó không chạy giúp đâu. Ủa gì cho giúp gì vậy? Nhưng mà trước khi lột quần là tôi có cái nhân là tôi phải lột nhân định trước. Chứ sao? Đúng không? Trước khi đúng rồi. Ờ. Chứ bây giờ cởi quần thì phải trước khi cởi quần thì phải theo nhân định. Áo đi. Được. Ờ vậy theo nhân định. À, hai phần. Hiền quá, còn cái nhân định tính cởi quần lấy ra che chứ mấy tôi không nói được. Vì là phải lột thôi. Cái đó sập bà. Lột sao mà được. Cái đó sập bà. Lột quần. Không lột hơi khó. Đúng rồi bà, lấy cái đó đúng rồi bà. Đúng. Cái đó đúng rồi bà. Đúng rồi. Anh em ơi. Ủa không, ơi, cái đó là sập bà. Anh em ơi. Ê, bà biết vì cái gì mà lột... Em chỉ bà đẹp. Có hai cái luôn. Vì lột cái quần. Vì lột cái quần. Vì lột cái quần. Thì cũng giống như anh nãy thôi. Lột quần thì ôi là hết rồi. Lột quần em ơi. Sợi. Lột quần đây. Hết nút rồi nào ơi. Thôi anh hứa là anh không có nhìn gì đâu. Có nhiều anh nhìn hết nhiều. Hết hồn luôn á má. Rồi. Anh che mắt rồi nè. Anh che mắt rồi. Che gì kìa. Anh che mắt rồi nha. Anh lột quần á. Chưa chưa tao không biết. Tại sao không phải là lột áo? Con gì cho mới tới. Không gì má. Không thích lột quần. Không thích lột áo. Chú đây nè. Không thích lột áo. Mấy mình che để cho nhau lột quần như thế. Ờ bên này đứng đi mình rồi lấy cái này mà bị lột. Ủa đứng lên rồi nó có che dữ chưa? Đây cho mượn cái. Và sau đây là màn biến hình ảo thuật. Đến từ vị trí của MV của Miếm. Không nhìn nha. Không nhìn nè. Ok mà đây chưa thấy anh đang lột. Nè. Nhạc đi lên, nhạc đi lên, nhạc đi. Nhạc. Ê. Ôi trời ơi. Mày mặt nó cũng xí á. Mày mặt kè được rồi. Nãy mình biết. Con la la kìa. Ê, ở trên camera kia ta. Ồ. Ê. Rớt rồi. Ai đồ. Rớt rồi. Bỏ lại nó hả? Mày nó không có lỏng vậy đó. Mày mà rất rồi. Trời ơi. Rồi có thấy gì đâu ta? Thì anh là lột rồi. Nghĩa gì thấy gì? Nghĩa là tụi em muốn thấy của anh thôi chứ đâu có. Đúng rồi. Mấy đứa muốn sao này bé, hả? Bé bé là muốn anh lột quần ra cho mấy bé chiêm ngưỡng. Nhưng mà nếu như mà muốn anh lột quần ra thì mấy bé phải thắng được anh. Ừ, tất nhiên. Vô. Chơi.
chơi. Nhưng mà vậy thì cho vô giữa chứ bây giờ chơi phải chơi công bằng. Ok, vô luôn. Vô cho vô giữa đi. Rồi, để bạn ngồi yên mấy bạn để tôi nhường chỗ. Mình ngồi đây chắc chắn là đằng nào thì hai bà đây. Ủa, cũng một bà phải đâu. Vô. Nhanh cái tay, nhanh chân lên, vừa chơi nhanh, tốt hơn nhanh. Em bây giờ ra sao? Lại bé ơi. Còn một chiếc vớ con lại. Bây giờ em muốn lột cáo hay là sao? Thôi bà, rồi, bây giờ không, bỏ đi em. Bỏ lên, đâu ai chơi cái đó. Bây giờ một, phải có sự lựa chọn, anh cho em chọn. Bởi vì anh không muốn khán giả của anh biết anh là một người con trai nó không vô tài. Em lắp vô lại cho anh. Lắp vô lại. Bây giờ phải có hành động là em lấy cái vớ đó không dùng tay mà em tháo ra được. Có thể là dùng miệng hoặc là dùng cái gì đó để tháo cái đôi vớ ra. Gì chơi ác với tôi vậy trời. Nè xíu nữa em nói nha, anh mà. Ủa cho bây giờ một lột áo, hai lột quần. Nếu như mà lột mặt xíu nữa ha, tụi em sẽ lấy miệng lột quần anh ra, đừng có chắc vậy nha. Anh mời chứ, anh đâu có móc máy gì đâu. Ủa tự nhiên cái gài mình giấy. Cái đó đâu vậy thì anh càng thích đây mà. Mình muốn không sao sao bây giờ đó không dùng được, không dùng tay đúng không? Ờ, không dùng tay được. Kéo ra ra đi cu. Chúng thôi. Ừ nha. Trời tuổi còn gì rồi, tuổi gì rồi. Rồi chơi lại. Trời ơi, mày bé, mày nghĩ sao mày nói ra vậy? Ừ, sao mày đứa có muốn rượu chơi nữa không thì nói chứ. Chưa lột được quần anh thì tụi em chưa có bỏ cuộc đâu. Thôi ván này mới là ván cuối nha. Nên là nãy giờ mày đứa lột bao nhiêu, đứa này còn lột ba. Chắc em còn đôi vớ, lột vớ, lột những đứa còn lại nghe. Miếng đá rượu chơi đi má. Tính ra hai má rượu con chơi á. Sao con chơi nữa không? Nói biết đường chơi nữa con. Chưa lột được quần anh. Chơi được là bài trông được. Chưa lọt được quần anh đem về nhà là tụi em không có không phục. Thật là nói là không biết lột cái gì nữa em ơi nha. Có biết lột cái gì nữa. Rồi cái tập rồi của anh chơi à mấy đứa. À thì ra là mình cho lắm đồ vào. Mà tôi chết không có gì thuộc đó hết luôn. Ê, mình lột áo vú rồi luôn. Sao mình còn áo vậy? Mình lột áo nào chả được, đúng không? Phải căng rồi nha. Trời ơi, tôi nói lại cẩn thận rồi má. Không muốn đâu.